Đăng Khánh xin kính chào quý vị, tiếp tục một clip để giới thiệu đến quý vị các sản phẩm audio rồi là đồng hồ. Xin được giới thiệu đến anh em hai cặp loa tầm giải Yamaha và Sansui mắt cáo, hai chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ Seiko và một chiếc đồng hồ Seiko nhỏ kia. Viết gửi về em vài câu nói, mỗi lần nàng con qua hiên đây thấy lòng sao ngất ngây say thêm mơ từng ánh mắt làn cô. Biết em vẫn thương về qua mỗi chiều. Nàng đã khuất nơi xa kia, vẫn còn muốn ngó trông theo, ngó theo thấy lòng càng tương tư. Em ơi, đôi ta không cùng mùa xóm, nhưng ta như một lần nên anh ngại trao. Dạ vâng, xin không làm mất thời gian của anh em thì em xin được giới thiệu đến quý vị các cái sản phẩm chi tiết ngay sau đây. Anh em đã xem clip và chưa ấn nút đăng ký kênh thì xin vui lòng ấn nút đăng ký kênh. Ở góc dưới màn hình bên phải của anh em có một nút đăng ký kênh màu đỏ, anh em ấn vào đó và ấn nút rung chuông để theo dõi các cái mặt hàng của Đăng Khánh đăng lên, và anh em sẽ nhận được những thông báo về những cái video mới. Cảm ơn anh em. Sau đây thì em xin giới thiệu đến anh em hai chiếc đồng hồ và hai cặp loa tầm giải, một là của Yamaha, hai là của Sansui. Đây là chiếc đồng hồ của Seiko và hàng Nhật về thì còn rất là đẹp anh em nhé. Em sẽ đo luôn cái size của nó để cho anh em kê đặt xem có vừa đâu nhá. Chiều rộng của nó là 31,5 cm anh em nhé, 31,5 cm. Đấy, chiều cao của nó là 20 cm nhá. Con này thì rất là đẹp này, mặt vàng này, vỏ này là vỏ nhựa giả gỗ anh em nhé, vỏ nhựa nhá, không phải là vỏ gỗ nhá. Nó thiết kế kiểu cổ điển, rất là đẹp, hàng ship thẳng từ Nhật về. Còn góc cạnh các thứ là còn đẹp, không có sứt mẻ, không có sầy xước gì cả nhá. Quay cho anh em luôn cả cái phim sau đó. Cái này thì nó là máy chạy bán tự động anh em nhé. Đây là lắp pin. Quay luôn cho anh em cái phía bên trong. Seiko Japan. Con này nó chạy một pin chung anh em nhé. Pin chung. Nhưng mà em hết pin chung rồi, lắp pin tiểu vào cũng chạy ok. Đây là chạy bán tự động này. Đấy, chỗ này nó có cái chỗ để anh em chỉnh nhanh chậm đấy, còn cái đây là để vặn chỉnh giờ này. Con này thì hàng về, hàng Nhật về, đẹp xuất sắc luôn, không có một điểm chê nào.
Nói chung là anh em có vừa cái kích trước của nó thì kê đặt thì ở đâu thì kê. Nó hợp lý thì mua ủng hộ Nam Khánh. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho Nam Khánh số điện thoại 0972 451 489 nhá. Tiếp theo đây thì sau khi giới thiệu hai cái đồng hồ em sẽ báo giá luôn cho anh em. Đây là một chiếc đồng hồ lật. Cái số của nó lật này. Khi mà chạy thì nó sẽ lật từng số một. Còn đây là bên này là nó đang báo chạy đây này anh em thấy. Làm sao quên được tiếng bóng người. Đó, nó chạy nhá. Thì nó sẽ lật cái số này xuống. Con này màu đỏ rất là đẹp anh em nhá. Ship thẳng từ Nhật về luôn. Đấy, còn cái này gì đây không rõ luôn. Bên đây là cái chạy vặn chỉnh để chỉnh cái AM PM này. Đấy. Đây, vặn cái này. Đấy, nó lật vừa lật số đấy anh em nhá. Còn nếu mà anh em chỉnh giờ thì nó chỉnh ở đây. Đấy, dưới nước này nó có một nút chỉnh giờ này. Đấy, khi mình vặn đây nó lật này. Đó, mình vặn đây nó lật này. Đó. Nó chạy một quả pin chung anh em nhá. Đấy, đây, chạy một quả pin chung. Hàng rất là sạch đẹp luôn, không có sảy xước và không có gì xét gì. Con này thì nó màu đỏ rất là đẹp anh em nhé. Con này chỉ về chùi qua cái chỗ này đi, nó hơi bụi chỗ này thì là đẹp luôn. Con này thì em đã test máy chạy, nhưng mà em có cái cảm giác là con này chạy hơi chậm. Thì không biết là nó có liên quan đến cái vấn đề gì nữa không. Thì sẽ thanh lý cho anh em con này để anh em về test lại máy chạy rồi nhá. Đó, lắp pin tiểu đã chạy rồi. Đó, anh em có thể thấy nó chạy này. Đấy. Thì anh em về dầu mỡ căn chỉnh cái gì đấy, cái này nó sẽ liên quan đến phần cơ nữa. Bởi vì là con này nó chạy đồng hồ lật mà, chứ nó không phải là đồng hồ bình thường. Thì màu đỏ đẹp này. Con này sẽ thanh lý cho anh em với mức giá là 300.000. Rất là đáng sưu tầm. Và anh em có nghề thì về dầu mỡ lại là chạy ok. Bởi vì hiện tại đang chạy, nhưng mà em cảm giác nó chạy hơi chậm so với bình thường. Cho nên là báo rõ tình trạng để cho anh em biết mà cân đối nhá. 300.000 chiếc đồng hồ ship thẳng từ Nhật về. Rẻ hơn cả cái tiền ship nội địa chứ chưa tính tiền bay. Còn cái đồng hồ Seiko to này, size 32 này, bên Nam Khánh đang bán là 1.300.000 đồng anh em nhá. 1.300.000 đồng chiếc đồng hồ này. Hai chiếc đồng hồ mời anh em nghiên cứu nhá. Phía bên đây thì là một cặp loa toàn giải Yamaha. Con này thì là nó có một cái củ toàn giải tầm 9 cm ở đây anh em nhá. Tổng ngang đây thùng là 12 cm. Đo luôn cái chiều sâu của nó cho anh em. Chiều ngang là 12 cm, chiều sâu là 28 cm anh em nhá. Chạy mỗi bên một cái củ toàn giải 9 cm. Con này thì cái chiều sâu của nó rất là sâu, rất là lợi cái tiếng bát. Cái lỗ thông hơi của nó cũng cắm tít đến tận đằng trước này nhá, để giữ cái giải trầm tốt hơn. Bởi vì loa nó rất là nhỏ cho nên là người ta phải thiết kế cái thùng của nó rất đặc biệt. Công suất của nó là 30W và mắc chịu tải lên đến 90W anh em nhá. Đấy, trở kháng của nó là 6 ohm, 30W mắc 90W anh em nhá. Đấy, Yamaha. Con này thì cũng bán qua vài đôi và vài cả bộ dàn rồi, nghĩa là cả bộ cũng có mà lẻ cũng có. Thì hôm nay em lại gửi đến anh em cái cặp Yamaha toàn giải này với một mức giá 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000 đồng cho cái cặp loa Yamaha toàn giải này. Đấy. Thì anh em có nhu cầu liên hệ cho Nam Khánh số điện thoại 0972 451 489 nhé. Còn phía bên đây thì là cái cặp Sansui SP10 mà bữa trước em có đăng rồi. Thì có một bác cây gạch, nhưng mà nói chung là sau khi bác thực hiện cách ly cách nhất các kiểu thì hơi lâu và cuối cùng là vỡ gạch. Thì anh em mà chưa xem cái clip trước ấy thì xin vui lòng ấn quay lại cái video clip, mấy cái video clip trước của em để nghe cái video test của em về con này.
Còn hiện tại giờ thì em chỉ giới thiệu qua lại về cho anh em biết và cái mức giá của nó để anh em cân đối nhé. Con này thì nó là toàn giải săn xui 16cm có phễu. Đấy, lưới mắt cáo, hàng đấu giá từ Nhật về, đẹp và kem xà beng luôn, từ những cái logo rồi từ những cái mắt cáo của nó vẫn còn xuất sắc luôn. Anh em thấy không? Đây là cái mặt vàng của cái logo của nó vẫn còn óng ả như này. Con này thì thùng gỗ nặng anh em nhé. Tất cả thùng góc cạnh đẹp trừ một chỗ này, như bữa trước video trước em có nói rồi. Đấy, nó hơi bị xày một cái góc này rất nhỏ thôi. Để mà nhìn em cũng chưa có ráp qua hay là chưa có làm bất cứ một cái gì cả. Đấy. Thì báo rõ tình trạng anh em như thế. Tuyến loa rồi là các thứ là đẹp hết. Nguyên zin 100%. Rồi. Đây là cái củ của nó. Đấy, toàn giải phễu 16cm nhá anh em nhá. Con này là zin hãng chứ không phải là gắn phễu gắn biết gì đâu nhá. Cái này thì anh em có thể check cái mạng để biết thêm về cái thông tin chi tiết của nó. Đây là màng giấy này, gân là gân nụa này nhá. Gân nụa cũng rất là mềm luôn, bởi vì con này gần như là bên kia người ta cũng ít sử dụng lắm, chưa ra tháo ra bao giờ. Cái này là em tháo ra để gọi là để quay cho anh em cái mặt bề mặt củ của nó thôi, chứ còn bên kia thì người ta trả rồi, người ta tháo ra mấy tháo làm gì đâu. Đấy, thì quay luôn cả cái phía đằng sau cho anh em này. Đấy, thùng các thứ nào nguyên thành sắc cạnh, không có bể lở gì cả. Đấy, họ treo tường cho nên là họ dính cả một miếng đệm vào đây để chống rung. Đấy, đây là cái thông số của cái cặp loa này. Đấy, sạc xui SB10 6,5 inch, tức là 16,5cm nhá. Còn giải 8 ohm, công suất của nó là 15W, made in Japan. Tất cả các này còn nguyên bụi bẩn rồi, kể cả đây cũng nguyên bụi bẩn, em chưa có lo chùi gì cả. Đấy, vỏ gỗ lạng thì đẹp keng xà beng luôn. Thì cũng xin báo giá lại với anh em để anh em cân đối là cái cặp toàn giải Sansui SB10 này. Đấy, thì bên em Khánh đang bán là 4.300.000 đồng anh em nhé. Đây, nguyên cả ốc áp của nó luôn, 4.300.000 đồng. Thì con này thì nó thích hợp với cả những cái dòng nhạc không lời này, bolero nghe nhẹ nhàng phòng ngủ này, rồi những anh em chơi băng cối ấy, bày cùng cái băng cối nó rất là đẹp. Chứ nó không thích hợp với cả những anh em ưa nhạc mạnh nhá. Em cũng nói luôn cái quan điểm là như thế, anh em phù hợp cái nào thì em mua, không mua về không hợp với cả mình nó phí đi. Cái sản phẩm nhiều khi nó phải đúng hợp đúng người mới nó mới tốt, chứ còn không hợp thì nó cũng không được. Những cái dòng chơi đĩa than băng cối này thì rất là hợp lý so với cả một cái cặp toàn giải này, vừa đẹp về hình thức vừa tiếng hay của toàn giải, và có cái lưới mắt cáo rất là đẹp. Đấy. Con này thì thị trường Việt Nam thì nó không có nhiều. Nói chung là đây là em khoái cái con này thì em đấu giá trực tiếp từ Nhật về. Đấy, thì để phục vụ anh em nhá. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho Nam Khánh số điện thoại 0972451489. Cặp Sansui SB10 4.300.000 đồng anh em nhé. Bữa trước thì có rất nhiều bác muốn mua con này, mà nói chung là nhận gạch của người ta rồi thì em không thể phá gạch được. Đến lúc nói chung là bỏ gạch thì người ta bỏ gạch được, chứ em không bỏ gạch của các bác được. Đấy, tôi nói rõ quan điểm thế. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở một clip khác hàng ngày nhé. Xin chào anh em.